Rồi chúng ta bây giờ hãy chuyển qua nói tới một số những thông tin thú vị liên quan đến crypto nhưng mà trước hết á, thì có một cái biểu đồ thường cảm thấy cũng có nhiều ý nghĩa tôi muốn chia sẻ với các bạn à, từ San Luis Fed thì cái biểu đồ này đó cho thấy được là những người giàu nhất thế giới thấp 0.1% thì tiền của họ đó là tới từ đâu thì dựa theo thống kê đó bạn thấy được là phần lớn những người mà giàu như thế giới bây giờ đó thì tiền của họ kiếm được là trong lúc mà họ trong cái lứa tuổi là khoảng 20 tuổi rồi sau đó họ đã dùng cái số tiền đó để đầu tư vào chứng khoán và họ để dành rất là nhiều những cái thu nhập của họ cho nên họ mới trở thành giàu có nhất hiện bây giờ. Và cái mà tôi muốn chia sẻ đây của bạn đó là đây là điều mà sẽ liên tục xảy ra. Nếu như mà các bạn nhìn vào lịch sử đi thì các bạn thấy được là mỗi khoảng chừng là 20 năm 30 năm thì lại có một cái gì đó lớn xảy ra, chiến tranh xảy ra hay là chúng ta nói tới là một phát minh gì đó rất lớn xảy ra dẫn đến là có một cái sự thay đổi về từng lớp giàu có nhất trên thế giới. Những người mà lãnh đạo nhưng mà dẫn đầu về tài chính. Tại vì nếu như không đó thì những người mà giàu có nhất ở Hoa Kỳ cách đây khoảng chừng là cả trăm năm thì bây giờ vẫn là những người giàu có nhất rồi các bạn. Nhưng mà không phải. Nếu như mà các bạn nhìn vào cái top 100 người giàu có nhất đó, thì luôn thay đổi. Nhất là top 10 các bạn luôn thay đổi và tùy theo thời điểm giống như là cách đây rất rất lâu đó thì các bạn có những người giàu có như là Andrew Carnegie đây là những người mà họ là chủ của những cái công ty sản xuất thời điểm đó đó là những người mà giàu có nhất rồi chúng ta chuyển qua những người là chủ của những ngân hàng thì họ lại giàu có nhất một thời gian rồi các bạn thì chúng ta chuyển qua chủ của những công ty công nghệ như là Google và đương nhiên các bạn thấy là những người mà giàu có bây giờ chúng ta có Elon Musk là những người chuyên về công nghệ thì cái sự thay đổi đó đó luôn liên tục xảy ra và nếu như các bạn xem nhìn chung không phải là riêng một ai hết các bạn thì trung bình những người đó đã tạo ra sự nghiệp và tạo ra một số tiền khi mà họ còn trẻ giống như là elon musk các bạn đã biết là đã có một số tiền từ paypal rồi từ đó tiếp tục đầu tư, tiếp tục kinh doanh cho nên mới trở thành một cái sự giàu có ngày hôm nay chứ không phải là một số một chiều. À, nhưng mà các bạn thì được là những người trẻ tuổi họ nắm bắt cơ hội của thời điểm đó thì sau này họ sẽ trở thành những người đứng đầu trong danh sách những người giàu có nhất và thông cũng tin. Bây giờ cũng vậy các bạn, đây là một cái thời điểm chúng ta đang có một mảng đầu tư, một cái điều gì đó hoàn toàn mới. Các bạn thì được là lần cuối cùng chúng ta có một cái sự sôi động như vậy, đó chính là thời điểm của internet. Chúng ta bây giờ có crypto các bạn

đồng kia nghĩ sao về một số cái thông tin trên thị trường nhưng mà các bạn đã ở đây các bạn ở lại trong thời gian downtrend năm vừa rồi các bạn tiếp tục theo dõi thuật capital thì đương nhiên các bạn có một cái lòng tin nhất định vào thị trường này cũng giống như, như là những người mà ở lại với thị trường internet sau khi mà đã có cái à, sự sụp đổ của bóng dot com họ ở lại gây dựng cho nên họ mới có ngày hôm nay thì thường tin tưởng là crypto cũng sẽ là như vậy các bạn sau này sẽ có những người giàu có đứng đầu trên thế giới là từ ngành crypto thường tin là như vậy nhưng mà điều quan trọng hơn đó là các bạn đã thấy là trung bình thì đây là những cơ hội mà được nắm bắt bởi những người từ hai mươi tới ba mươi tuổi cho nên điều mà thuận muốn chia sẻ hơn với các bạn đó là nếu các bạn đang ở độ tuổi là hai mươi tới ba mươi thậm chí là bốn mươi những cái độ tuổi mà các bạn có thể dễ dàng tiếp thu thông tin mới các bạn có thể dễ dàng chấp nhận những cái thay đổi mới thì các bạn nên có một cái tư duy mở hơn chứ nếu như mà chúng ta đã qua độ tuổi đó rồi đó thì cơ hội cũng sẽ vẫn còn nhưng mà khó nắm bắt hơn các bạn. Rồi chúng ta hãy nhìn vào cập nhật liên quan tới mạng lưới BTC đi. Bây giờ ra sao? Thì để thùng refresh mempool dot spay các bạn thấy được là hiện bây giờ chúng ta có khoảng chừng là ba trăm chín ngàn giao dịch đang pending trên mạng lưới của BTC thì đã giảm nhiều so với ngày hôm qua rồi. Ngày hôm qua là hơn tới bốn trăm năm mươi ngàn giao dịch lần các bạn. Và nếu chúng ta nhìn vào phí đó thì để thùng refresh cái trang privacypro io thì bây giờ nếu các bạn muốn giao dịch nhanh được ưu tiên trong vòng 10 phút thì các bạn trả cái phí là khoảng 7 đồng 27 cent trở lên nếu như mà các bạn không trả phí đó, đó thì các bạn phải chờ, có thể là 3 block có thể là 6 block, có nghĩa là các bạn phải chờ tới 3-1 phút 1 tiếng đồng hồ và cái con số 7 đồng 27 cent này đương nhiên vẫn cao so với lại chúng ta thường trả trước đây, giống như là các bạn chỉ trả có 1-2 đồng trước đây mà thôi thì đã được giao dịch nhanh rồi, à, thì đương nhiên cái con số này vẫn cao nhưng mà tôi cảm thấy nó đã giảm nhiều so với lại những gì chúng ta thấy là mười mấy đô, hai mấy đô cách đây hai ngày. Có nghĩa là những giao dịch đã từ từ được xử lý theo thứ tự và mạng lưới đã đỡ tắc nghẽn hơn nhiều rồi. Cho dù như vậy, như thường đã chia sẻ trong vòng mấy video qua đó, BTC 20 Oinos đã xuất hiện thì sẽ không biến mất đâu các bạn cho dù bây giờ ngủ lại khi mà có một cái gì đó thì mọi thứ lại trở nên tắc nghẽn nữa mọi người lại ao ạt vào để mà tham gia cho nên đây là việc mà cần phải xử lý thường đã chia sẻ nhiều trong video mấy ngày hôm nay về những gì có thể xảy ra và các bạn thấy được là chúng ta đã bắt đầu thấy một số sự kiện đã bắt đầu được nói đến rồi giống như chúng ta đã thấy được là một số người lập trình BTC đó họ nói là họ muốn kiểm duyệt và cấm toàn bộ những giao thức ordinals liên quan tới BRC20, NFT vân vân bằng cách gì? Bằng cách đó là họ sẽ dựa vào những người chạy máy nô, những người chạy máy nô đó sẽ loại bỏ những giao dịch đó cũng đồng nghĩa là họ sẽ kiểm duyệt không cho bất cứ những giao dịch mà họ cho là rác được thông qua BTC. Đương nhiên đây là đề xuất từ phía của Bitcoin Core nhưng mà đã dấp phải rất nhiều cái sự tranh cãi. Vì sao các bạn? Vì phần đông đó không đồng tình với sự kiểm duyệt vì nó mang nguy cơ phá hỏng hệ giá trị phân quyền của BTC từ trước đến nay và thường cũng đồng ý với cái sự không đồng tình này. Các bạn nghĩ sao các bạn? Comment ở bên dưới có rất nhiều cách để mà giải quyết vấn đề này và tôi nghĩ là bây giờ chúng ta có thêm một số cái sự hứng thú liên quan đến btc khác ngoài việc là chỉ sử dụng để lưu trữ giá trị hay là để di chuyển giá trị thì tôi nghĩ chúng ta cũng nên tìm hiểu xem coi là tương lai btc có thể là như thế nào có nhiều cái trò quý khác nhau chứ không phải là bây giờ chúng ta không thích thì cứ cấm ngay lập tức mà không cho cơ hội các bạn và đương nhiên các bạn được là các lập trình viên btc chỉ là một phần của hệ sinh thái mà thôi các máy nô no có chấp nhận hay không đó thì chúng ta lại là một chuyện khác nữa các bạn và chúng ta thấy được là những thời đào có chấp nhận hay không lại là một chuyện khác nữa tại vì những thời đào thì bây giờ đó họ đã có thêm rất nhiều thu nhập liên quan tới ONO rồi 20 trước đây đó cái sự lo lắng là sau này khi mà không còn nhiều BTC để mà trả phần thưởng cho họ nữa thì họ có bỏ cuộc hay là không tại vì thực sự có nhiều nhu cầu di chuyển BTC hàng ngày hay là không bây giờ chúng ta đã có những nhu cầu mới rồi và đương nhiên gần đây là những thời đào họ đã có được một cái chi phí đào rất là tốt cho nên à, đương nhiên những thời đào họ sẽ không có đồng tình với việc là loại bỏ Arnold BC20 Những người mà đang nắm giữ Arnold BC20 đó đương nhiên là sẽ muốn nó tiếp tục tồn tại và phát triển rồi Trong đó chúng ta đã có nhiều sàn lớn tiếng ủng hộ Chúng ta đã có ngay cả Binance nói là sẽ list Arnold trên cái marketplace của họ Chúng ta có sàn chiếc IO đã có những cái token BC20 đó là những nơi mà họ sẽ không có đồng tình với việc là chỉ loại bỏ mà không cho ONO sẽ BC20 cơ hội đâu mà ngay cả các bạn thấy được là Michael Saylor cũng đã lên tiếng nói là ủng hộ ONO trong video thường chia sẻ với các bạn ngày hôm qua nói tới meme thì có một cái điều rất là thú vị các bạn người này chia sẻ tấm hình này là đến từ sàn Coinbase thì sàn Coinbase khi mà các bạn bấm vào bất cứ đồng nào ra thì họ sẽ có một cái giống như là điểm cho đồng đó là ra sao từ 1 đến 5 thì người này bấm vào pp thì các bạn có biết là Pepe bao nhiêu điểm trên Coinbase xong đó chính là 4.5 trên 5 điểm các bạn Điều mà thường cảm thấy thú vị là Coinbase xếp hạng Pepe cho Pepe uh, roadmap là 4.5 điểm nhưng mà Pepe đâu có roadmap từ đâu các bạn <laughs> Không biết tại sao mà Coinbase uh, lại cho điểm như thế này Rồi chúng ta cũng có một cái cuộc điều trần của họ ngày hôm nay thường thì không có thời gian để mà xem trực tiếp nhưng mà cũng có một vài cái clip thú vị được chia sẻ trên mạng xã hội để thường chia sẻ một số những cái clip với các bạn Cái clip đầu tiên này rất là ngắn các bạn chỉ 19 giây mà thôi à, đây đây chính là dân biểu John Rose và dân biểu John Rose nói là những gì mà Gary Gensler của SEC làm tương tự như là con của ông như đó một đứa bé thì đương nhiên đứa bé rất là thích đồ chơi và đồ chơi nào cũng muốn hết mặc dù là không chơi hết nhưng mà cứ muốn gom hết về không chơi cũng được nhưng mà bất cứ ai đụng tới là sẽ không chấp nhận và không cho ai chơi đồ chơi của mình hết đó là những gì mà Gary Gensler đang làm với lại crypto đừng chia sẻ cái clip ngắn này với các bạn I personally would liken chair Gensler's approach to my son Sam's approach he's two uh, when it comes to toys he wants to hold all the toys but he doesn't want anyone else to be able to play with the toys at the same time and so I, I thank you for your answer <laughs> so sánh Gale Gansler với đứa bé 2 tuổi tham lam chỉ muốn lấy hết đồ chơi Đó chính là sự so sánh đối với Gale Gansler từ dân biểu John Rose Chúng ta cũng có một cái video từ Brad Sherman các bạn Brad Sherman là một dân biểu từ Cali Brad Sherman là một người mà cực kỳ ghét crypto từ bao nhiêu năm nay không phải là mới đây đâu và Brad Sherman có một cái nickname là The Sermonator các bạn Tại vì đây là một người lúc nào cũng muốn tiêu diệt crypto Nhưng mà ông ta chỉ là thiểu số thôi các bạn Tại vì các bạn thấy được là ở quốc hội đó có rất nhiều người ủng hộ Và ngay cả những người mà ghét crypto nhất như là Elizabeth Warren thì cũng chỉ nói là muốn ra luật quản lý mà thôi. Không ai muốn cấm ơn các bạn ngoài chỉ là Brad Sherman. Thì đồng chia sẻ một clip ngắn này. À, đây là cái clip liên quan tới việc là Brad Sherman nói là những người trong crypto đó, crypto bros thì họ tạo ra tiền từ không khí. Nhưng mà còn về chính phủ Hoa Kỳ thì ra sao? Đừng chia sẻ cái thông tin này với các bạn. Crypto bros make money literally by making money and they've made over a trillion dollars out of thin air. <laughs> They'll accuse the US government of making money out of thin air. Maybe we do, but we're the US government. Crypto. <laughs> từ không khí thì no 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 không được nhưng mà chính Hoa Kỳ đó thì đương nhiên được rồi tại chúng tôi là chính phủ mà chúng tôi muốn in bao nhiêu cũng được hết đó là điều mà Brad mình nói đây đối với một người đóng thuế như Thuận thì đây là một điều chỉ nên hiểu mà không nên nói các bạn tại vì nếu nói như vậy thì những người đóng thuế thuế đó đi đâu mà in nhiều tiền thì lại có thêm nhiều lạm phát nữa các bạn vừa đóng thuế vừa phải lạm phát cao đây là một trong những câu nói mà không có tôn trọng người dân đóng thuế đối đó với Thuận tiền pháp định khi được in ra đó, thì nên có mục đích và cũng vì phát triển nền kinh tế chứ không phải là cứ mua in là in như là Brad Sherman nói. Và Brad Sherman cũng có một cuộc phỏng vấn với lại Bloomberg Crypto và trong cuộc phỏng vấn này đó thì người mà phỏng vấn ông ta cũng nói là bây giờ đó thì uh, tình hình thì crypto như thế nào, luật không có rõ ràng và những công ty đó thì cảm thấy là họ không có được đối xử một cách công bằng thì Brad Sherman nói là không, luật rất rõ ràng, rõ ràng là tất cả tất cả không tính riêng bất cứ một lần nào hết ngay cả Bitcoin luôn thì tất cả nên tới SEC đầu thú cứ nói là mình là chứng khoán rồi xong được chứng khoán bạn lý crypto đơn giản gì thôi đối với Russian mình là như vậy <laughs> các bạn thấy được ngay cả người dẫn chương trình cũng giống như là lắc đầu các bạn không hiểu ông này muốn nói gì hết nếu như đơn giản như vậy thì đâu cần phải tranh luận tới bây giờ và Warren Davidson thì cũng đã comment nói những lời trả lời của Russian mình nhớ đến một cái phim mà ông ta đã coi trong phim này đó, có một người tên là Madison. Khi mà nói chuyện, không ai hiểu gì hết. Khi mà nghe xong rồi đó, thì người nghe cảm thấy ngu hơn một phần. Đó chính là lời nói của Warren Davidson. Đây là một dân biểu ở quốc hội Hoa Kỳ. Nói về một dân biểu khác. Rồi, chúng ta cũng có một cái... Uh... NFT có tên là Milady Thuận cũng không biết nhiều về NFT nào đâu Nhưng mà đột ngột đó thì Elon Musk tweet về NFT này Sau đó các bạn đã thấy được là NFT này đã cái giá thấp nhất đó Floor price đã tăng lên rồi các bạn Đã tăng từ 3.8 Ether lên tới 7.3 Ethereum Và điều thú vị hơn đó là Look on Chain đã tìm thấy được một cái địa chỉ ví Rất là bí mật Địa chỉ ví này đó đã mua 25 Ethereum có nghĩa là khoảng chừng 25.362 đô đã rút cái số tiền này từ Binance và dùng số tiền này để mà mua 8.000 tỷ token Ladies sau đó đã có lời rất là nhiều các bạn một tiếng đồng hồ trước khi mà Elon Musk chia sẻ cái thuyết đó và đây là cái địa chỉ ví các bạn cho thấy được là hiện bây giờ đó địa chỉ ví này đang lưu trữ tổng cộng là 400 Wow, bây giờ lên tới 588 ngàn rồi các bạn Hồi nãy thường xem đó Chỉ mới có là 300 mấy ngàn mà thôi Mà trong thời gian chỉ có khoảng chừng vài tiếng đồng hồ đó Địa chỉ ví này đã tăng lên gần gấp đôi rồi Có lời tới mấy trăm ngàn rồi các bạn Và các bạn thấy được là cái con số mà họ dùng để thu mua số lượng Milady này đó là không có nhiều Chỉ có 45 ngàn đô mà thôi Một tiếng đồng hồ trước khi mà Elon Musk chia sẻ cái thuyết này từ 45.000 đô trong vòng chỉ có 12 tiếng đồng hồ thôi mà đã lên tới 588.000 rồi các bạn <laughs> thiệt là kinh khủng có phải đây là Elon Musk không thì làm sao biết được các bạn rồi chúng ta có một số những thông tin ở bờ khác để thường chia sẻ các bạn liên quan tới uh, Robin Hood team thì Robin Hood đã có cái thông báo quý 1 và họ lộ khá là nhiều các bạn tính theo thu nhập đó thì họ đã thu nhập được 299 triệu đô la nhưng mà ước tính tới 355 triệu lần nhưng mà tính theo lời lỗ đó thì mỗi một cổ phiếu họ lỗ tới 45 cent so với ước tính là họ lỗ 36 cent thì nói chung là công ty này đã có một cái quý 1 không được tốt các bạn và cái thu nhập đến từ crypto đã, đã giảm xuống 30% rồi Chi tiết hơn đó là họ nói là trong cái thu nhập quý 1 của họ đã thu được 38 triệu đô la từ người ta trade crypto Nhưng mà cái con số này đã giảm nhiều so với là một năm trước là tới 54 triệu Thì điều này cũng dễ hiểu thôi tại vì thị trường đã nguội lại so với một năm trước rồi Thêm vào đó, đó thì họ nói họ đang lưu trữ là khoảng chừng 12 tỷ đô la crypto Con số này đó đã giảm 40% so với lại một năm trước Thì nói chung crypto vẫn là một phần lớn của các bạn Nhưng mà với cái sự thua lỗ này đó không biết Robin Hood cầm cự được bao nhiêu Theo nhiều tin đồn là Robin Hood đang cần thêm một số vốn nữa Và sau khi có thông tin quý 1 đó thì cổ phiếu thường thấy được cũng không phải là giảm nhiều lắm các bạn Thật ra kết thúc là không thay đổi và sau khi mà đóng cửa đó thì tăng 3.09% Robin Hood là một công ty mà thua lỗ như vậy thì tại sao lại vẫn có giá trị các bạn Tại vì cái số lượng khách hàng của Robin Hood có giá trị đây là một chuyện công ty mà có thể được thu mua bởi những công ty lớn hơn, tại vì Robinhood là một cái sàn giao dịch mà có rất nhiều những người trẻ tuổi và những người trẻ tuổi đó là những người mà nhiều công ty tài chính họ muốn tiếp cận. Tại vì sau này những người trẻ tuổi đó sẽ là những người có tiền và là những người khách hàng lớn của những công ty. Cho nên lúc nào cũng vậy, những công ty nào mà thu hút được nhiều người trẻ, những công ty đó cho dù là đang thu lỗ thì vẫn có giá trị đối với những công ty lớn tại vì sẽ được thu mua lại và đương nhiên khi mà thu mua lại sẽ tốt cho cổ đông. Ở phần đầu của cái video ngày hôm nay đã thường có chia sẻ bạn chia sẻ thông tin về FTX thì uh, bây giờ video cũng khá dài rồi tôi sẽ dành thời gian để mà chia sẻ phần này với các bạn thì IRS nghĩa là cục thuế Hoa Kỳ đó đã trở thành chủ nợ lớn nhất của FTX họ đã đệ đơn với lại tòa án đó và họ nói là FTX đang thiếu nợ họ tới 44 tỷ lần các bạn. Và các bạn nhìn thấy được là 44 tỷ này đó, 20.4 tỷ là thuế mà sang FTX à, hay là Alameda Research chưa có trả cho họ. Thêm vào đó nữa thì họ nói là cái số lượng tiền còn lại đó là Alameda Research đang thiếu IIS Wow các bạn nếu như mình không đọc không nhầm đó có nghĩa là nếu như mà trả cho IS thì không còn gì hết tại vì các bạn đã thấy được là cái số lượng tài sản mà họ kiếm được đó là 7.3 tỷ đô la cái số nợ của họ khó là 8.7 tỷ đô la thì nếu như mà các bạn nhìn như vậy đó thì cái số lượng tiền họ kiếm được nó vẫn thua cái số nợ nhưng mà có một cái đề nghị gần đây đó chính là với 7.3 tỷ đô la này họ có thể gây dựng lời sàn và từ đó có thể là trả nợ và trả cho những nạn nhân. Cho dù là không gây dựng lời sàn đó thì cái số lượng tiền họ có vẫn khoảng chừng là 80% của cái số nợ thì những nạn dân vẫn nhận được một phần cũng không có nhỏ đâu. Nhưng mà nếu như mà họ phải trả cái nợ thuế này tới 44 tỷ thì đâu còn gì đâu các bạn. Chẳng khác gì khi mà trả IS rồi đó thì không còn ai nhận được bất cứ đâu nào hết. Cái ước mơ gây dựng lại sàn FTX coi như cũng đã tan thành mây khối rồi. Đó là thông tin liên quan tới FTX mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Và chúng ta cũng có một cái thông tin liên quan tới Khoan các bạn thì toán án Hàn Hàn Quốc đã ra quyết định là sẽ đóng băng tổng cộng là 176 triệu đô la tài sản của Do Kwon tại vì đang điều tra hình sự và cái số tài sản này chỉ được đóng băng mà thôi chứ chưa phải là bán hay là tịch thu các bạn, chỉ bị đóng băng trong đó chúng ta có nhà, có xe, có tài sản trong ngân hàng cho đến khi nào mà Do Kwon trở về Hàn Quốc và được xử thì lúc đó mới tính tiếp. Đây là tài liệu liên quan tới Do Kwon mà tôi cập nhật với các bạn và đây là tất cả những thông tin mình thầm muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Nếu mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital Thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới video này Để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus Hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, CoinEx, OKX, Binance Hay một số những dịch vụ khác như các bạn nhận thấy trên màn hình Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi Không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn và trong video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital thì như bạn có đã biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Short đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung nhưng mà nào mà con thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi. Đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa. Nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short.